Vâng, xin chào các bác. Trước mắt các bác là một con Amley huyền thoại nhà Lukman, đó là model L80V và con này là bản kỷ niệm 50 năm nha. Bản kỷ niệm 50 năm, đẹp rơi thùng xốp nha các bác. 80V có một chất âm rất là ngọt ngào, chơi những dòng loa JBL, tăng noi châu Âu, Mỹ, Nhật vân vân. Đánh tăng noi thì đánh bass 40V4 như những dòng loa Eden của tăng noi hoặc Tuberi. Em nó đánh bốn con sò sắc nha các bác, bốn sò sắc Toshiba chữ đỏ. Máy đẹp và len keng luôn, các bác nhìn này, từ góc cạnh này. Máy bên đây là máy chắc nước ngoài về, chưa qua tay sử dụng Việt Nam. Đây là bộ gỗ phía trên, các bác có thể ngắm, nói chung là đẹp góc cạnh. Em quay để các bác mình có thể xem một cách nó toàn diện hơn để các bác mình thấy sản phẩm trước khi các bác nhận hàng. Đấy, còn hàng là hàng bao đẹp hết nha. Đặc trưng của dòng L80V thì nó sẽ là cái mạch, nó là mạch nó lợt hơn cái nấm nha. Cái nấm nó là cái phần gọi là rất là trơ chuốt, nó màu vàng ánh kim. L80V phiên bản kỷ niệm 50 năm. Chỉnh bass treble, âm thanh nổi lo nét đầy đủ nha. Này con xem, len keng luôn. 80V. Rồi nó sẽ có 85V, rồi tới 309V, 309X. Dòng 80V và 85V là một trong những dòng có chất âm khá là lực tiếng và ngọt ngào, dễ chơi. 85V thì nó sẽ lực hơn 80V, nhưng mà 80V thì nó có sẽ thiên về sự ngọt ngào nhẹ nhàng. Đấy, có thay đổi mới đây. Đánh L100 Canterbury 4312 hoặc là những dòng loa tăng noi, loa châu Âu, loa cây, loa cổ đánh rất là tốt, công suất 200W là các bác vô tư mình ghép loa rồi. Đấy, mới này các bác nhìn này, cái rọ tản nhiệt này, nó chắc vô chưa, đừng chi tiết nhỏ nhất, cục ác này các bác. Đấy, sạch sẽ. 80V con này series là 2403 nha, series 2403, hai cầu loa ABA cộng B. Giá bên em đã bao gồm phí ship, con này là giá 19 triệu nha các bác, giá 19 triệu bao gồm phí ship. Sau đây em cũng mời các bác xem nội thất bên trong, và máy bên em đều bao zin tuyệt đối cho các bác nha, và cũng như là bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng trọn đời máy. Nên các bác xài yên tâm, cơ bản nhất là nó là sản phẩm chắc nước ngoài về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác là người đầu tiên cưới em nó về nha. Bác nào muốn nhu cầu sản phẩm nào thì alo trong qua hai số điện thoại trên, và nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất hàng ngày hàng giờ. Rồi sau đây để không để các bác chờ lâu, em sẽ mở ốc vít phía dưới và đưa em nó ra một cách là nhẹ nhàng nhất. Và các bác nhìn từ phía dưới nó cũng vẫn là một cái sản phẩm rất là đẹp, từ ốc ác cho đến là cái vỏ phía dưới. Vâng, mời các bác cùng ngắm vẻ đẹp của con 80V mà em đang giới thiệu các bác, từ những con ốc ác này. Đấy, ốc này các bác, 7 màu, 2 tủ, tăng phô. Đấy. À, nó dòng 80V là nó sẽ chạy là sò nét đỏ đen nha các bác. 85V mới là sò Toshiba chứ. Đấy, sò zinc của 80V là nét. Mã là B514A và D388A nha. Đấy. Hai đỏ, hai đen. Sexy là 7 màu. Mới nguyên mọc luôn nha các bác. Ai nhìn chân này các bác. Đây. Hai con nét đỏ đen, con trên con đen dưới đỏ. Đế chân, tụ, ốc là chưa một lần đụng chạm mở gì hết. Đây. Có thêm mới xuất sắc luôn. Đây phía dưới. Những con này lưu kho kỹ quá, nó rất là mới. Rồi những cái dây buộc này các bác, nó tinh. Bác nào chốt thì alo cho em nha, qua hai số điện thoại trên. Con này giá là 19 triệu bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em sẽ bớt 200 nghìn, là còn 18 triệu 800 là các bác đã sở một con Amply chất âm huyền thoại của Lukman L80V, phiên bản kỷ niệm 50 năm của hãng. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.